Vô trỏng lẹ lên. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ ạ. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Nè, chuyện gì? Tại sao không gặp nghĩa phụ của huynh, ngược lại thái độ của huynh lại thông thả hơn nhiều? Nói bậy, ai mà thông thả? Huynh tưởng là ta không biết nhìn sắc mặt của huynh? Hồi nãy trước khi chưa vô đây, con người của huynh khẩn trương tới độ không biết làm cái gì. Bây giờ thoải mái hết rồi. Nè, là huynh sợ nghĩa phụ của huynh giết ta. Bây giờ không gặp nghĩa phụ của huynh thì huynh đã bỏ xuống cục đá trong lòng mới thoải mái như vậy. Huynh không nỡ xa ta. Huynh thì không nỡ xa ta. Vậy cô nỡ xa ta? Muốn hại ta năm lần bảy lượt. Ta thừa nhận lúc đầu ta thì muốn giết huynh, nhưng mà sau cái lần trải qua tại Liễu Sơn Trang, nếu ta thiệt có lòng muốn hại tới huynh thì Minh Minh đại mặt nhĩ này vạn kiếp bất phục, khi chết sẽ đài xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy sao cô vì một đao một kiếm bỏ rơi ta ngoài quan đảo? Huynh thiệt nghĩ ta như vậy? Bỏ đi, bây giờ ta nói gì huynh cũng sẽ không tin. Chờ nghĩa phụ của huynh về tới sẽ đối diện để đối chất. Đối diện đối chất thì càng nói càng bậy. Cô ngoài có thể gạt ta xa, cô không thể gạt nghĩa phụ và Chu cô nương. Vậy sao huynh cam lòng để ta gạt huynh? Huynh thiệt là thích ta phải không? Thích. Vậy thì sao? Thấy vui. Mình đã lại trong miễu hơn cả nửa ngày, ta đói quá. Nè, mình vừa kêu đồ ăn vừa nói chuyện, huynh thấy thế nào, có được không? Tìm không được chỉ như chuyện nghĩa phụ của ta, làm sao mạng cho vô được? Không lẽ họ nói đi tìm bạn? Thực ra là đi đâu vậy? Sao lại không có ở đây? Huynh ở đây cứ lầm bầm, sao lại không ra ngoài hỏi trưởng quỷ có gặp họ hay không, thế nào? Đúng hả? Hai mươi một. Khách quan, người ở phòng thiên tử số 2 đi đâu rồi? Ổng không có trong phòng sao? Tôi đâu có thấy ổng đi ra. Nhưng trong phòng lại không có người. Tôi thì không có thấy họ đi ra ngoài mà. Nhà, quên có mang một chút gì hả? Chưa tìm được nghĩa phụ và chỉ nhược, làm sao mang cho vô? Nghĩa phụ huynh võ công cao cường, cần gì phải lo? Chu cô nương vừa xinh đẹp như mì, lại vừa thông minh vừa khôn ngoan của huynh, càng không cần phải lo. Nói không chừng huynh hớp một húp rượu thì họ sẽ trở về. Uống rượu? Còn nó chơi được hả? Nè, bây giờ huynh còn hoài nghi ta? Không phải là cô. Vậy hai người họ đi đâu? Làm sao ta biết? Rồi quyền minh gì là của cô? Thì không phải là cô làm. Ta phải đi tìm họ. Nè, ta đi với huynh. Hả? Sao cô rồi đi theo ta? Cô đừng có theo ta nữa. Tại sao? Ta không muốn cô đi theo ta. Bởi vì ta không biết cô có phải là hung thủ giết chết biểu muội của ta hay không, cho nên ta không thể đi chung với cô được. Được, thì huynh đi một mình.
Nè, cô còn ngồi đây làm gì? Coi chừng cửa cho huynh. Một lát nghĩa phụ của huynh về tới, ta nói với ổng huynh đi kiếm ổng, kêu ổng đừng lo, vậy các người khỏi cần đi tới đi lui. Ta nói cho cô biết, nghĩa phụ của ta có kẻ ác như là kẻ thù, cô gặp ổng coi như là nạp mạng. Cũng hết cách, coi như số của ta khổ. Thôi được, cô đi theo ta. Nè, là chuyện gì? Bây giờ là huynh kêu ta đi theo huynh đó, chứ không phải ta đeo theo huynh, đòi đi theo huynh. Cô thiệt đúng là ma tinh trong số mạng của ta. Ta gặp cô coi như là gặp ma. Nè, đúng là cái đồ ăn xin. Huynh coi tướng của huynh kìa, giờ giấy bẩn thỉu, đền mặt như vậy để kiếm nghĩa phụ của huynh. Huynh thúi muốn chết, ra ngoài đường ai cũng sợ huynh. Gấp gáp làm cái gì, thay đồ trước đi, kiếm bộ đồ coi được một chút để thay. Được mà. Được, thay đồ. Nè, chân mau lên, khách người ta đang chờ kìa. À, dạ được. Hai chị khách quan, hai chị. Ngân lượng của ta nặng lắm đó. Mau cho ta biết khách trong phòng của thiên tử số 2 đã đi đâu. Cô nương à, tôi không phải cố tình muốn gạt hai vị, tôi chỉ lo tính mạng của hai vị thôi. Nếu hai vị rộng lượng như vậy, tôi sẽ không gạt nữa. Ngân lượng này cô cho tôi chứ hả? Nói. Hai vị khách quan đó bị một đám ăn xin dẫn đi rồi. Nhớ kỹ đừng có nói là tôi nói nghe. Cái gì? Nhớ kỹ à. Tránh cho mau, tránh cho. Dạ, cảm ơn. Chị cô nương mình đi. Dạ, mình đi mau, ta cởi ngựa mau. Qua đây. Ta đã chuẩn bị hai con ngựa từ lâu, con này chạy rất là nhanh, huynh cởi. Chị cô nương, cô nói coi phải làm sao. Cái gì mà làm sao? Nếu như còn đi nữa, ta sợ hai con ngựa này chịu không nổi. Huynh cũng tốt thiệt, chỉ lo cho ngựa chứ không lo cho người. Là ta thấy lo cho sự an nguy của nghĩa phụ. Hơn nữa ta hy vọng tìm được tin tức của họ cho sớm, cho nên muốn lên đường gấp gáp thôi. Trương công tử, người mệt thì không thành vấn đề, nhưng nếu như là con ngựa mệt muốn rượt theo cái bàn, khó càng thêm khó. Nói cũng đúng. Nè, cô cũng đã mệt, cần phải nên nghỉ ngơi. Hỉ, ở đây có sơn động, mình qua bển nghỉ ngơi một lát, nghỉ khỏe rồi đi tiếp. Được. Làm cái gì đây? Nhiều quá. Không sao, đừng có sợ. Là dơi. Đi sợ. Mau, có người tới. Đi. Mau lên. Nè, mau lên. Mau lên. Lại gì đây? Mặc kệ, họ rượt theo kìa. Núp lại rồi hãy nói. Mau lên. Trong sơn động nhất định là có người. Mau lên.
coi nè, mới vừa có người đốt lửa. Trong này nhất định có người. Đi qua hai bên coi, tiếp tục xét cho kỹ. Mau lên.